sư phụ mình đây nha các bạn. Bữa nay anh em mình đi lấy dầu, nghỉ sớm một bữa, 4 giờ nghỉ, thường thường là 5 giờ, bữa nay đi lấy dầu. Kính xe của em là quẹt chỗ nào nó cong chỗ đó. Xiết lại. Em xiết rồi. Nó gãy ngay cái tai á. Ngay cái tai này. Ừ. À bên trên à. Dạ dạ. Bữa anh buộc sơ để chạy về đây thôi mà, sẽ tăng làm gãy đâu. À. Bữa anh buộc sơ lấy gì làm được, cứ cứng lại được mà. Chắc về đây chắc lấy. Tìm đi làm về